Xin được mến chào toàn thể các bác. Tiếp tục hôm nay bên em lại về thêm được những dòng vang Sansui E90, một dòng vang nổi tiếng đến từ thương hiệu của Nhật các bác nhé. Được các bác chơi âm thanh luôn săn tìm với những dòng Sansui. Trên thị trường thì có những dòng về nghe nhạc hoặc là karaoke. Ví dụ như là các bác cũng đã chơi với những dòng loa BMB hàng của Nhật. Về cái chất bass rất là đầm cũng như là tép lời rất là sáng. Đặc biệt với cái phân khúc và cũng như là cái giá tiền thì ít có dòng nào nó so sánh được các bác nhé. Như trước mặt các bác là những chiếc vang. Các bác có thể chơi những dòng vang cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Nhưng mà một cái đó là về cái chất lượng tiếng ra nó sẽ không thể so sánh được với những dòng Sansui. Cái đặc trưng của dòng vang Sansui mà bên em làm cũng như được cảm nhận từ những chiếc đẩy, chiếc vang, chiếc loa mà cũng như là bộ mic thì nó có một cái gì đó rất là đặc biệt, đó là cái độ tép cũng như là tiếng lời ra rất là sáng. Em cũng đã so sánh với những chiếc vang này với những dòng X5, X6. Nếu mà để nói thì với X5, X6 có thể chuyên nghiệp chơi ngoài trời. Đó, rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà để mà chơi sạch tiếng thì dòng Sansui lại chất lượng hơn các bác nhé. Với những dòng Sansui sử dụng những con chip Yamaha chạy lên đến khoảng 60% là tự động, có nghĩa là mặc định của nhà sản xuất đã cho ra tiếng hay và các bác can thiệp cực kỳ là ít. Ví dụ như là Sansui E90, E80, DA1 đều các bác có thể hoàn toàn chỉnh bằng tay các bác nhé. Đơn giản, can thiệp cực kỳ là ít, không phải sử dụng quá là nhiều. Cho nên là các bác nào mới chơi hoặc là cũng đã chơi những cái dòng khác mà chưa ý cũng có thể sở hữu những chiếc này về để chơi. Cái lô vang Sansui hôm nay bên em về đó là E90. Đó, hàng hình thức rất là đẹp các bác nhé. Đây em sẽ quay cụ thể hơn với cái lô này. Về chất âm thì em cũng không cần phải nói nhiều rồi, vì được các bác chơi âm thanh luôn luôn là săn tìm để chơi cũng như là đón nhận một cách nhiệt tình nhất, vì cái chất lượng và hình thức đẹp, phân khúc giá tiền rất là vừa phải. Đây là nội thất của một chiếc vang Sansui E90 các bác nhé. Đó, các bác nhìn linh kiện này, tất cả những cái tụ lọc đều là tụ nhôm các bác nhé. Tụ nhôm thứ nhất đó là bền và cái giải chép nó cho ra và giải lời cho ra rất là sạch, lọc rất là tốt các bác nhé. Rất là nhiều bác cũng băn khoăn là giữa tụ nhôm và tụ thường thì nó có gì khác nhau. Về độ bền thì dòng tụ nhôm sẽ cao hơn và cũng như là cái đặc biệt nhất của nó là lọc tiếng chất lượng hơn. Đó, đây là một bo mạch. Đây các bác này sử dụng một con chip Yamaha các bác nhé. Đó. TMS320. Với các cổng kết nối thì ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy đó là sử dụng cả những cái rắc, đó là rắc hoa sen. Đó. Để các bác có thể kết nối với những chiếc âm ly. Da là da Canon, LED white hoặc là sub center đều Canon. Với những phiên bản từ E80 trở lên là đã có cổng quang các bác nhé, có cổng quang. Đó, các bác sử dụng TV đời mới có thể sử dụng luôn cái cổng quang này. Với cái độ giải mã của những chiếc vang này thì các bác không thể thêm, cần thêm những cái bộ giải mã ngoài các bác nhé. Khi mà sử dụng những chiếc vang Sansui từ bản E80 đến E90 trở lên. Hai mic sau, với bản E80 thì sẽ có 3 mic sau các bác nhé. 3 mic trước, em nhầm một chút, 3 mic trước. Còn E90 sẽ rút gọn lại còn 1 mic sau. Ở đây các bác sẽ để ý ngay những cái màn hình này còn nguyên cái tem bảo vệ ở ngoài các bác nhé, cái giấy bảo vệ ở ngoài. Đó. Đây các bác nhìn này. Đó, tất cả đều có các bác nhé. Đời ai đi trước, ngày mai ta sẽ ra sao. Và em cũng sẽ alo mic để các bác nào mà chưa biết đến cái dòng vang Sansui này để có thể cảm nhận được tính mic với cái độ echo rất là mượt.
1 2 lên 6 7 Tiếng giải rất là đầm khi mà các bác alo. Cái tiếp theo đó là cái giải tép lên rất là sáng, lời lên cũng rất là tốt các bác nhé. Echo thì kéo dài rất là mười và đều. Nếu mà các bác nghe alo như vậy không có nhạc thì các bác cảm giác nó dài, nhưng mà một cái đó là khi các bác cho nhạc lên to đấy ạ, thì bắt đầu cái tiếng nhạc với tiếng echo hòa lại với nhau. Các bác nghe từng câu từ nó sẽ có cái đuôi, đó có cái đuôi ở đằng sau, nghe nó rất là mượt. Đặc biệt là các bác nào hát kém kém, thực ra thì với karaoke thì các bác gọi là đam mê cũng như là giải trí ở trong những cái lúc mà mệt mỏi thôi, cho nên là luôn luôn hát sẽ không được như là những ca sĩ hát, cho nên là với những chiếc vang này lại hỗ trợ tốt cái tính vọng ở đằng sau đấy, cho các bác nghe hay hơn và dễ hát hơn các bác nhé. Chống hú thì với dòng này thì chống hú 3 mức các bác nhé. Đây em sẽ cho các bác cùng xem luôn 3 mức chống hú này. Đây là mức 3 này các bác này, các bác có thể tắt này. Đó, 1, 2, 3, đó là 3 mức chống hú. Bình thường bên em cài với những chiếc vang này, bên em chỉ để 2 mức chống hú thôi đã ok rồi. Còn các bác cũng có thể thêm khi mà căn phòng các bác nhỏ, hoặc là các bác chưa điều chỉnh được nhiều, các bác có thể thêm làm thành 3 mức. Còn bình thường em chỉ cài 2 mức thôi để cho tiếng thanh và mượt hơn. Trong những video trước em có nói với các bác đó là khi các bác sử dụng, thường là những người có tuổi một chút là hay giọng thuốc lào, giọng ồm, thì với những chiếc vang này sẽ cắt ngay được cái giải đó, từ giải là 63 cho đến 100. Các bác chỉ cắt 3 giải thôi, 63, 80 và 100, hạ xuống tầm âm 6 là lúc đó cái giọng của các bác đang ồm, đang giọng thuốc lào rất là ồm, sẽ hạ ngay xuống và thanh tiếng ra ngay các bác nhé. Đó, những chiếc vang này hỗ trợ cực kỳ là tốt về vấn đề đó. Để mà nói những chiếc vang này cũng như là những chiếc vang ETC xử lý cực kỳ là tốt với cái giải ồm. Đó, các bác đang sử dụng những cái dòng vang này mà chưa xử lý tốt thì có thể liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ các bác để làm sao mà cài được những chiếc vang hay nhất với cái bộ dàn của mình. Đó, các bác có thể xem chiếc nào cũng đẹp như chiếc nào các bác nhé. Đây là bên em tháo ra kiểm tra cũng như là thổi bụi trước khi gửi cho các bác. Với những chiếc vang đẹp và chất lượng như vậy, bên em hỗ trợ bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Giá với những chiếc vang này là 3 triệu một chiếc, bao ship tặng kèm dây rắc, phí vận chuyển tận nơi cho các bác nhé. 3 triệu một chiếc các bác lưu ý. Đó, em xin thông báo với cái giá luôn. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là theo dõi kênh rất là nhiều. Các bác đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.